Chúng ta sắp nở rồi, cố gắng phá vỡ thành trứng, chui ra ngoài nào các anh em. Vâng, thưa anh hai, ra ngoài nào. Ủa, sao em út nó còn chưa nở nhỉ? Chắc là nó sinh sao, chưa đủ ngày nữa. Chúng ta chờ một tí đi. Phải chờ trứng út nở xong, bốn anh em chúng ta sẽ đi tìm mẹ. Hả? Nhìn kia, có quái vật, có quái vật. Hả? À, anh em, liều mạng với bọn chúng đi. Lũ khốn kiếp đi. Chúng mày cắn ngay cái phao cầu của tao đau quá. Tao sẽ xếp chúng mày. Sao tự nhiên ồn ào quá vậy? Chào các bạn nha. Các bạn đợi mình một tí, để mình phá vỡ thành trứng chui ra ngoài xem chuyện gì cứ đã. Giết chết nó đi. Hả? Là các anh của mình, lũ quái vật đang tấn công hả? Này, các anh đi. Anh hai ơi, chân út nó đỡ rồi kìa. Đừng lại đi. Mau chạy chỗ khác đi chân út. Dạ, dạ. Hãy mau, đi tìm mẹ của chúng ta đi. Em biết rồi, em biết rồi. Vâng, thưa các bạn, hôm nay tôi là một sinh vật hết sức kỳ lạ với ba cái đầu. Tôi cùng các anh trai của mình nở ra tại một khu vực bờ sông. Nhưng không may chúng tôi bị lũ quái vật tấn công. Các anh trai tôi đã hy sinh giữ chân bọn chúng để một mình tôi chạy thoát đi tìm mẹ. Các bạn thấy đó, trên đường di chuyển tôi đã bắt gặp được những sinh vật dữ tợn cứ muốn ăn thịt tôi không. Nhưng nhờ khả năng chiến đấu và ba cái đầu bẩm sinh của mình, tôi cũng đã phản công và hạ gục bọn chúng. Hả? Thôi, dường như tôi bị trúng độc sau khi giết chết và ăn thịt con sâu tử thần đó rồi. Đầu tôi choáng quá, đầu tôi choáng quá, khó chịu quá. Con ơi! Hả? Mẹ đây nè. Là mẹ? Là mẹ hay sao? Mẹ ơi, mẹ ơi. Đây, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Hả? Ta không phải là mẹ của ngươi đâu. Ta là sinh vật đất ma. Ngươi tại sao lại nằm ở đây? Nguy hiểm lắm đó. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Ta không sợ ngươi đâu nha. Nếu ta muốn làm hại ngươi thì đã làm từ lâu rồi. Ta thấy ngươi là một sinh vật nhỏ bé có ba đầu lạ kỳ. Ta tò mò tới xem thử. Ông gì đó ơi, ông có biết mẹ tôi đang ở đâu hay không? Không, ta không biết. Ta còn không biết loài của các ngươi là gì nữa. Thôi được rồi, chào tạm biệt ông, tôi đi tìm mẹ tiếp đây. Đây, khoan đã, ngươi đói bụng chưa? Có muốn ăn buổi trưa với ta không? Đói rồi, đói rồi. Được rồi, lại phía trước đi. Có một con khủng long đang chết, ta vừa mới giết đó. Tụi nó ăn chung. Được, cảm ơn, cảm ơn. Ngon quá, ngon quá. Đã quá, no quá. Trời đất ơi, người của tôi lớn lên rồi. Chết tiệt, lại có một con rồng canh lúc chúng ta ăn thịt định tới cướp đây nè. Tôi sẽ giúp ông, tôi sẽ giúp ông hạ nó. Không cần đâu, ngươi hãy đi tìm mẹ đi. Chuyện này để ta. Vậy cảm ơn ông nhiều nha. Một ngày nào đó tôi sẽ trả ơn cho ông. À đúng rồi, trên đường tìm mẹ tôi thấy sinh vật cái khổng lồ nào mà đẹp sexy, tôi sẽ giới thiệu ông cho nó. Được, hào án, hào án. Này, hả? Này, sao ngươi nhìn quen quá vậy? Ngươi có phải nở từ bốn cái trứng không có mẹ trên một bờ sông không? Sao, sao bà lại biết? Bà là ai chứ? Nhưng người của bà bị gì thế này? Là mẹ đây, mẹ xin lỗi, mẹ để cái con ra nhưng không chăm sóc được cho cái con. Mẹ đi tìm thức ăn nhưng không may mẹ phát hiện được một nơi chứa rất nhiều bom phóng xạ. Sau đó mẹ tới gần thì bị lũ quái vật phóng xạ đánh hơi và tấn công mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, cơ thể của mẹ bây giờ đang bấy rồi, mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Các anh đã hy sinh chống lại lũ quái vật để cứu mạng của con, rồi bảo con đi tìm mẹ, mà bây giờ như thế này đây. Trời đất ơi, sao loài rồng ba đầu của chúng ta không làm gì sai mà ông trời lại đối xử tệ như vậy chứ? À đúng rồi, con hãy nhanh chóng băng qua khu rừng đằng kia, tới chỗ bơm phóng xạ,
hấp thụ năng lượng phóng xạ, con sẽ trở nên mạnh hơn, lớn hơn. Thì lúc đó những sinh vật khác sẽ không còn ức hiếp con nữa. Hãy mau đi đi. Không, con không bỏ mẹ. Con mãn xà đáng ghét, ở đâu chui lên ăn thịt mẹ của ta vậy? Chết đi, chết đi. Thì làm sao nào? Tao thấy có sinh vật chết thì tao ăn thôi. Tao nghiền nát mày. Cắn bay đầu mày. Mẹ, mẹ. Được rồi, được rồi, con sẽ đi đến chỗ bơm phóng xạ đó. Thưa các bạn, cuối cùng tôi cũng đã tìm được mẹ của mình và biết được tôi thuộc loài rồng ba đầu. Nhưng mà cuộc đời thật éo le, bây giờ tôi đã mất hết người thân rồi. Và trước khi chết, mẹ tôi có một tâm nguyện cuối cùng là mong tôi hãy đến chỗ bơm phóng xạ hấp thu nguồn năng lượng kỳ lạ đó. Tôi cũng cấp tốc nhanh chóng vượt qua khu rừng và đến được một khu vực. Trời đất ơi, nơi đây ánh sáng chói lòa vô cùng khó chịu. Ở đằng kia kìa, thì có lẽ đó là bơm phóng xạ. Trời mặt quá, đau người quá. Người của mình, cơ thể của mình sao nóng rát thế này? Chạy khỏi đây thôi, chạy khỏi đây thôi. Trời đất ơi, tay chân của mình sao thế này? Sao nó bự hơn vậy? Những cái đầu của mình cũng to lớn thất thường. Trời đất ơi, không lẽ thứ năng lượng hồi nãy là năng lượng phóng xạ mình đã hấp thụ vào hay chăng? Nhưng mà mình chỉ ở ngoài rìa mà thôi. Nếu lúc nãy mình ở trung tâm thì có lẽ mình hấp thụ nhiều hơn và trở nên khổng lồ hơn rồi. Chúng mày chết hết đi. Năng lượng phóng xạ mà chúng mày hấp thụ của cú nổ hồi nãy là của tao. Mau giao nạp mạng chúng mày cho tao để tao hấp thụ lại. Tôi thấy mẹ rồi, là một tên quái vật phóng xạ khổng lồ. Hắn đang giết những sinh vật đã hấp thụ năng lượng của cú nổ hồi nãy. Chạy lẹ nào. Chúng mày tưởng chạy là thoát à? Chạy đi đâu? Chết hết đi. Không, đừng giết tôi. Tôi còn chưa biết đi cua rồng cái là như thế nào. Tôi còn chưa nắm tay được rồng cái nữa. Là một tha cho tôi đi. Không. Hên quá, mình chưa chết, mình chỉ bị thương mà thôi. Tôi gớm ghiếc đó, không chú ý tới mình. Tôi chuồn lẹ. Chết đi. Tao sẽ trở thành quái vật mạnh nhất ở đây. Thưa các bạn, sau một cú nổ bom phóng xạ, rất nhiều sinh vật đã chết. Những con còn sống bị nhiễm một thứ chất biến đổi gen vô cùng đặc biệt, và tôi cũng như vậy. Cơ thể của tôi lớn hơn, gai góc hơn, trông rất là ngầu. Tuy nhiên, vụ nổ đó cũng đã thu hút một con quái vật vô cùng khổng lồ. Nó tới ăn những sinh vật còn sống để hòng hấp thu lại nguồn phóng xạ đã giải tỏa ra từ vụ nổ. Tất nhiên, tôi cũng đã bị nó tấn công, nhưng may mắn tôi giữ được cái mạng và cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đó. Chạy được một hồi, tôi lại đến một khu vực khác. Thì khu vực này lại xuất hiện những con quái vật phóng xạ khổng lồ khác nữa. Bọn chúng đang đánh nhau, dường như muốn tranh giành thứ gì đó. Nhưng tôi mặc kệ, tôi phải chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng của mình trước đã. Sao những cái thứ này quen dữ vậy? Đúng rồi, là những quả bom phóng xạ. Hèn chi nơi này lại xuất hiện những quái vật đang tranh giành với nhau. Chắc có lẽ bọn chúng muốn hấp thu thêm để trở nên to lớn và khỏe mạnh. Được rồi, vậy thì mình sẽ lén bọn chúng nuốt luôn cả lũ bơm phóng xạ này. Để người của mình thật sự khổng lồ. Vâng, đúng như những gì tôi đã tính toán. Tôi đã thật sự trở thành một quái vật phóng xạ khổng lồ rồi. Đúng hơn là rồng ba đầu phóng xạ. Wow! Đến lúc rồi, tôi sẽ cho những con quái vật khổng lồ khác biết thế nào là mùi bị kẻ khác tiêu diệt, để cho bọn chúng thấy được nỗi khổ của những sinh vật nhỏ bé vô tội.
Chết đi, lũ khôn. Cái con rồng ba đầu này, mày dám hấp thụ bơm phóng xạ của tao. Mau trả lại đây, mau trả lại đi. Nếu không tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày. Tao sẽ cho mày ngủ với bà hàng xóm xấu xí của tao, cho bà ấy dê chết mày luôn. Thật đáng ghét, không biết ai mới là kẻ chết đó. Cũng may mình mạnh hơn nó, nếu không nó cho mình ngủ với bà hàng xóm xấu xí của nó, mình mất đời trai mất rồi. Đến lúc rồi, phải đi thanh lý kẻ độc ác lúc nãy định hại mình mới được. Tình quái vật phóng xạ màu tím. Chết đi, chết đi. Lũ nhỏ bé này, năng lượng phóng xạ là của tao, chúng mày không thể nào hấp thụ được đâu. Tình khốn kiếp đó đang ở bên dưới. Trời đất ơi, rất nhiều sinh vật chết dưới tay của hắn rồi. Mình phải ngăn cản hắn lại mà thôi. Này thằng khô, mau dừng lại. Hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Hả? À, cái gì thế kia? Một con rồng ba đầu khổng lồ à? Có lẽ mày đã hấp thụ một năng lượng phóng xạ cực kỳ lớn. Được rồi, hôm nay tao sẽ ăn thịt mày để tao hấp thụ nguồn năng lượng đó. Hả? Mày đang mơ giữa ban ngày à? Thứ tàn độc như mày, ông trời không để cho mày sống được lâu đâu. Coi thử ai mới là kẻ nằm xuống. Hãy nhận lấy chiêu của ta, hơi thở mà thôi. Hả? Trời đất ơi, cái mùi thối quá. Nhưng ta không sợ đâu. Ta sẽ liều mạng cho người trên luôn. Thưa mọi người, cuối cùng tôi cũng hạ được con quái vật chết tiệt đó. Và chắc có lẽ nó cũng là kẻ đã giết chết mẹ của tôi. Nhưng thế giới này vẫn còn nhiều quái vật phóng xạ khác đang lộng hành. Bây giờ tôi sẽ vỗ cánh bay lên thật xa để quan sát bọn chúng, tìm vị trí của bọn chúng để tiêu diệt từng con bảo vệ thế giới này. Chào các bạn, các bạn đợi tôi một tí nha, tôi sắp nở ra rồi. Sao trông tôi lạ thế này? Rốt cuộc tôi là sinh vật gì chứ? Rồi cha mẹ của tôi đâu? Trời, mẹ ơi, hai người đang trốn nào? Sao lại bỏ con một mình nơi đây? Không lẽ con là sản phẩm lầm lỗi của một cuộc tình đi chơi đêm khuya qua nên bây giờ bị vứt bỏ thế này hay sao? Khó, chết mẹ rồi con. Sao những sinh vật ở trước giống mình quá vậy? Có phải là cha mẹ mình không? Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi. Cái gì thế này? Tao còn chưa có vợ nữa, ở đâu mà có con? Hay là mày là sản phẩm vui chơi của ai? Bây giờ bắt tao đổ vỏ à? Không phải cha mẹ của tôi thì thôi, ông định làm gì tôi vậy? Đứng lại cho tao. Tao giúp mày tìm cha mẹ của mày nè. Hãy vào trong miệng của tao đi. Có lẽ cha mẹ của mày cũng bị tao ăn thịt rồi đó. Lũ khốn nạn này, sao các ngươi độc ác thế? Tao nguyền rủa các ngươi, sau này đẻ con ra không có cái để đi toilet. Cuối cùng cũng chạy thoát được bọn chúng rồi. Khát nước quá, đi đi xuống uống miếng nước cái nào. Chúng ta lại có con mồi nữa rồi kìa. Mau bắt nó lại đi, sáng sáng đó. Không, không, tôi không muốn chết đâu. Tôi không muốn chết đâu. Tôi còn chưa dậy thì mà. Tôi còn chưa biết mùi sinh vật cái là gì mà. Không, không. Dừng lại cho bọn tao. Bọn tao sẽ giúp mày tìm thấy sinh vật cái ở dưới địa ngục đó. Dừng lại. Vừa mới nở ra thôi, tôi cố gắng chạy khắp mọi nơi để tìm cha mẹ của mình. Nhưng thật không ngờ tôi đụng phải những sinh vật tại thế giới này. Bọn chúng rất tàn độc và dữ tợn. Đây, tôi đã may mắn thoát chết và lại tiếp tục chạy thẳng vào sâu trong rừng. Đây. Hả? Sao người giống Godzilla quá vậy? Người là ai? Người biết ta hả? Nhưng mà người của người nhỏ thế. Không lẽ người là con của quái vật phóng xạ Godzilla? Cái gì? Vậy là người biết rõ về ta à? Nhưng mà Godzilla là sinh vật gì chứ? Đó là một con thằn lằn nhưng nhiễm phóng xạ trở nên khổng lồ. Chắc con Godzilla cái đó đã để ra ngươi. Nhưng mà ta không xong rồi.
làm ơn hãy giúp ta báo tin về cho gia đình ta được không? Vì là tôi biết được nguồn gốc của mình rồi. Làm ơn hãy chỉ chỗ mẹ tôi đang ở đâu đi. Đổi lại tôi sẽ giúp bất cứ điều gì mà ông muốn. Mẹ ngươi đang ở ngọn núi cao nhất ở phía trước kìa. Hả? Được rồi, hãy giúp báo tin cho gia đình voi của ta. Đừng đi tìm ta nữa, ta bị nhiễm phóng xạ rồi, không thể nào sống được nữa đâu. Như vậy thôi. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. À khoan, cơ thể của ta chắc có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi. Bởi vì loại Godzilla của ngươi cần phóng xạ để lớn lên. Hãy ăn thịt ta đi. À, không, không đâu. Không sao đâu, ta sẽ không hận ngươi đâu. Ăn thịt ta đi. Được rồi, được rồi. Tôi đi vào sâu trong rừng thì lúc này vô tình gặp được một con voi bị nhiễm phóng xạ, nhưng nó lại đang hấp hối. Nó nhờ tôi báo tin cho gia đình nó. Đối lại, nó cho tôi biết tôi là ai và mẹ của tôi đang ở đâu. Đồng thời, nó còn bảo tôi ăn thứ thịt nhiễm phóng xạ của nó nữa. Kết quả, tôi đã hấp thu một thứ chất vô cùng đặc biệt, khiến người của tôi to ra một cách phi thường. Chưa hết, trên người của tôi xuất hiện những cái vệt sáng trông thật là quái dị. Wow, đẹp quá, bự quá. Trời đất ơi, nếu mà mấy con thằng làng cái nhìn thấy tôi, chắc chắn nó sẽ bỏ chồng theo tôi hết cho mà xem. Được rồi, được rồi mọi người à, tôi cần phải giữ lời hứa của mình tới gia đình của con voi hồi nãy báo tin, rồi sau đó gấp rút đi tìm mẹ của tôi ngay lập tức mới được. Tôi cũng nhanh chóng chạy thật nhanh. Nhiều ngày đường cũng đã trôi qua và tôi vượt qua một con sông rất lớn. Cuối cùng trước mặt của tôi xuất hiện một bầy voi ma mút. Những con voi này nhỏ hơn con voi tôi gặp lúc trước. Chắc chính đây là gia đình của con voi đó rồi. Này, này, các bạn voi ơi, tôi có tin muốn báo. Hả? Lại thêm một con quái vật nữa kìa. Nó định tới đây thì dê voi cãi, làm hại voi bà già đó. Nào, rút chết nó đi. Ôi trời đất ơi, mình xuất hiện đúng lúc lũ voi này vừa mới chiến đấu với sinh vật nào đó xong. Giết nó đi. Khoan, khoan, bình tĩnh lại đi. Tôi tới đây để báo tin thôi. Hả? Có một con voi của các bạn đã bị nhiễm phóng xạ, chết đi rồi. Nó nhờ tôi báo rằng không cần phải đi tìm nó nữa đâu. Là voi thủ lĩnh. Thì ra con voi đó là voi thủ lĩnh. Được rồi, tôi đã báo tin xong, hoàn thành lời hứa xong. Giờ thì tôi sẽ gấp rút đi tới ngọn núi cao nhất tìm mẹ của mình. Hả? Thứ sinh vật gì ở phía trước vậy? Trời đất ơi, nó khổng lồ quá. Nó còn có ba cái đầu nữa. Ôi trời đất ơi, tiếng gầm thét của nó thật là chói tai. Thôi, mình sẽ đổi đường khác, đi vòng ra sau, rồi đến núi cao nhất cũng không muộn. Tôi sốt sắng quá, không biết mẹ của tôi trong hình hài như thế nào. Bà ấy có đang ở chung với cha của tôi hay không? Đứng lại, con thằng lặng kia. Mày đi qua đây, mày nộp tiền lệ phí cầu đường chưa? Cái gì? Đường này rộng mênh mông, còn phải nộp lệ phí nữa à? Không nộp thì bỏ mạng tại đây. Một lũ trấn lột. Tao không sợ chúng mày đâu. Chúng mày có bao nhiêu con? Ra đây hết. Vâng, thưa các bạn, càng tiến gần nơi ở của mẹ tôi, tức là ngọn núi cao nhất, tôi thấy rất nhiều sinh vật trở nên to lớn và dữ tợn một cách rất kỳ lạ. Không lẽ những sinh vật này bị nhiễm cái thứ gì đó gọi là phóng xạ hay sao? Nhưng mà tôi bắt buộc phải tiến thẳng, do đó phải đối mặt với bọn chúng, cắn lộn với bọn chúng và giết một số sinh vật hết sức lạ lùng này. Thằng khốn, thằng lặng kia, hồi nãy mày dám giết bạn trai của tao, bây giờ tao sẽ liều mạng lột da ăn thịt mày. Chúng mày đáng chết. Chúng mày to lớn, không biết giúp kẻ khác, còn đi làm điều xăm bấy, đi chăn lột ăn thịt, giết những sinh vật yếu đuối hơn. Thì ngày hôm nay tao sẽ thay thế cho chính nghĩa, trừng phạt chúng mày chết đi. Con là... thật là đáng đời. Được rồi, đến lúc tiến thẳng về ngọn núi cao nhất nào. Hả? Có thứ gì sáng chói phía sau lưng mình vậy? Ở đằng kia. Sao trông nó lạ thế này? Nó còn lấp lánh nữa chứ. Đẹp quá, đẹp quá.
không biết nó có ăn được hay không. Để mình cắn thử một phát coi xem sao. Không, tôi đã chết chưa hả? Sao sinh vật này giống tôi quá vậy? Không lẽ đây là mẹ tôi hay sao? Hay quá, hay quá. Là con quái vật rồng ba đầu kìa. Không, dừng lại, dừng lại, đừng giết mẹ của ta. Không, thì ra mình chỉ là bị ngất xỉu, lúc nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. Còn vụ nổ là thứ gì đã gây ra chứ? Khó chịu quá, khó chịu quá. Cơ thể của mình lại có chuyện gì nữa đây? Trông mình trở nên khổng lồ và dữ tợn quá. Wow, không lẽ cái thứ hồi nãy đã phát ra năng lượng phóng xạ khiến cơ thể mình hấp thụ vào hay chăng? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Bởi vì mình là loài Godzilla mà, chỉ có phóng xạ mới giúp cơ thể mình mạnh hơn, to bự hơn và phát triển hơn mà thôi. Được rồi, đến lúc mình sẽ tiến thẳng tới ngọn núi cao nhất tìm mẹ của mình. Thưa các bạn, đi đường vòng tôi cảm thấy quá xa. Với lại bây giờ tôi trở nên khổng lồ và dữ tợn rồi. Tôi sẽ không ngán cái con rồng ba đầu nữa đâu. Tôi quay trở lại đường chính đi cho nó nhanh hơn. Đi được vài bước, cuối cùng tôi cũng đã chạm mặt cái con rồng ba đầu. Chết tiệt đó rồi. Nhưng đột nhiên một cảnh tượng đau lòng xuất hiện trước mặt của tôi. Thì tôi thấy được một sinh vật đang ngã gục. Mà sinh vật đó có hình dạng giống như là Godzilla mẹ của tôi trong giấc mơ vậy. Không, không. Ồ, lại thêm một con Godzilla đực màu trắng nữa à. Vậy thì tao sẽ ăn thịt mày, cho mày chết chung với con Godzilla cái già kia luôn. Vậy là đúng rồi, cái giấc mơ đó là sự thật. Khốn kiếp, con rồng ba đầu, tao sẽ liều mạng với mày. Mày tưởng mày có thể đánh bại được tao à? Tao sẽ liều mạng chơi khổ máu với mày. Đây, để miêu của con rồng đó nằm dưới bụng của hắn. Chết tiệt, cũng có chỉ là già cái kia. Mày cầm mồm cho tao. Mẹ chưa chết. Con biết rồi. Chết đi, đồ bẩn thỉu, đồ độc ác. Cô Kim, hai mẹ con chúng mày không giết tao được đâu. Hay quá. Con cảm ơn mẹ đã chỉ ra điểm yếu của hắn. Cơ thể của con bị sao thế này? Wow, khổng lồ rồi, khổng lồ thật sự rồi. Mẹ ơi, con trở nên mạnh mẽ tuyệt vời rồi. Cậu là ai? Sao gọi tôi bằng mẹ? Mẹ không nhận ra con à? À đúng rồi, lúc mẹ đẻ con ra chỉ là một cái trứng mà thôi. Không hiểu lý do gì mẹ bỏ con trôi trên một dòng sông. Rồi sau đó con nở ra và trải qua rất là nhiều chuyện. Bây giờ con trở nên khổng lồ đây nè. Đúng rồi, vợ chồng tôi bị rồng ba đầu chi giết. Tôi phải đẻ gấp rồi thả con của tôi chơi xong. Là con đó. Hả? Không lẽ cậu nở ra từ cái trứng đó? Con ơi. Mẹ. Nhưng mà bây giờ cơ thể mẹ bị nặng quá. À đúng rồi, con sẽ đi tìm những quái vật có chứa nguồn phóng xạ sẽ giúp cơ thể của mẹ hồi phục. Không cần đâu, mẹ sắp không qua khỏi rồi, đừng đi. Mẹ cứ yên tâm nằm đó đợi con. Con đi về ngay. Thế là tôi cũng quyết định đi thật nhanh về một hướng vô định nào đó. Hy vọng sẽ có những sinh vật chứa năng lượng phóng xạ giúp mẹ của tôi hồi phục cơ thể. Con ơi! Là tiên của mẹ tôi. Không, có chuyện gì vậy? Khốn kiếp! Lũ thằng lần đầu lâu
Tại sao chúng mày tranh thủ tao đi ăn thịt mẹ tao không? Ngon quá. Mau dừng lại, mau dừng lại, nếu không tao sẽ xé xác bọn mày. Chết tiệt! Mày làm gì được bọn tao? Bọn tao là những kẻ cơ hội, chờ những sinh vật khác bị thương rồi xé xác bọn chúng. Tao sẽ đào mồ chốc rễ bọn mày, không cho bọn bay chạy đi đâu hết. Chính bọn bay mới là kẻ bị xé xác. Chết đi. Mày giết chết chồng của tao. Mày đừng lại đi. Chúng mày bắt đầu sợ hãi rồi à? Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc nãy chúng mày đừng có đụng tới mẹ của tao. Chúng mày to gan thật, dám xé xác mẹ của tao bây giờ thì van xin tao à? Đừng có mơ. Đến phiền chúng mày phải xuống dưới địa ngục để hầu hạ mẹ của tao. Chết đi. Giờ thì tôi đã không còn gì để mất rồi. Nhưng thế giới này rất nhiều quái vật và vô cùng hỗn loạn. Đến lúc tôi phải thay thế cho loài Godzilla, tạo ra một trật tự mới cho thế giới này rồi. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay, nội dung giải trí của chúng ta đó chính là nguồn gốc của một con tài tình phóng xạ cực kỳ độc ác và rất thông minh. Nó đã từng giết chết con của Godzilla và trở thành kẻ thù khát máu không đội trời chung với lại thằng làng phóng xạ của chúng ta. Vâng, đó chính là Destroyer. Trước khi trở thành một con quái vật khổng lồ thì Destroyer là những cái con giáp xác vô cùng nhỏ bé. Lúc bấy giờ, bọn chúng cũng giống như bao nhiêu sinh vật khác, hoàn toàn bình thường. Cho đến khi trái đất của chúng ta nhận lấy một quả bom hóa học từ ngoài không gian và rồi làm thay đổi tất cả mọi thứ. Rất nhiều sinh vật đã biến đổi, trong đó có cái lũ giáp xác này. Bọn chúng đã kết gắn và kết hợp với nhau, tạo thành một con giáp xác khổng lồ. Và đây cũng là tiền đề cơ thể hình dạng đầu tiên của quái vật Destroyer sau này sẽ trở thành kẻ thù của Godzilla. Sau khi hợp thể và biến đổi thành cái hình dạng như vậy thì con giáp xác trở nên rất thông minh. Nó biết rằng cái nguồn năng lượng hóa học từ bom kia đã giúp cho nó thay đổi, giúp cho nó trở nên to hơn. Nó cũng quyết định di chuyển tới đó để xem chuyện gì xảy ra, xem có nguồn năng lượng nào để nó hấp thụ hay không. Trên đường đi, nó thấy rất nhiều động vật khác cũng đã bị biến đổi nhờ cái bơm hóa chất đó. Trên người của những sinh vật khác lúc này cũng chứa một hàm lượng phóng xạ, hàm lượng hóa học rất cao. Thế là nó cũng quyết định tấn công và hút lấy nguồn năng lượng, ăn thịt những sinh vật mà nó thấy trên đường. Cái con giáp xác này ra tay một cách rất tàn độc. Nó lợi dụng cơ thể rắn chắc của mình, cạp tứ lung tung các sinh vật khác, đặc biệt là cạp vào nách. Và một con khủng long rất là hôi nách, nhưng không thể nào thoát khỏi miệng của nó. What the hell? Cứ như thế, nó lại tiếp tục di chuyển theo cái hướng mà cái quả bom hóa học kia đã phát nổ. Trên đường, nó đã ăn thịt rất rất nhiều sinh vật. Những con khủng long tội nghiệp cũng đã bị nó cắn xé, hút máu, ăn thịt, hút lấy năng lượng. Dần dần trong người của con giáp xác khổng lồ này, một nguồn năng lượng hóa học được tăng lên gấp 2, gấp 3 lần, khiến cho cơ thể của nó càng ngày càng to ra. Và nó đã thay đổi hình dạng, không còn là một con giáp xác bò sát mặt đất nữa. Cơ thể của nó to ra, nó bắt đầu mọc tứ chi và nâng thân mình lên khỏi mặt đất. Nhưng mà da của nó vẫn là một cái lớp giáp xác rất chắc chắn. Nó lại tiếp tục lên đường và bơi qua một khu vực hồ nước. Không giống như các loài sinh vật khác, khi bị nhiễm chất hóa học thì cái lũ sinh vật khác chỉ biết đi tìm sinh vật cái, đánh nhau rồi giành ăn mà thôi. Còn riêng cái con động vật giáp xác kỳ lạ này, nó cực kỳ thông minh. Càng tiến hóa thì đầu óc của nó càng vượt xa. Nó biết rằng cần phải nâng cấp cơ thể của mình, cần phải hấp thu nguồn năng lượng để trở thành bá chủ tại khu rừng này. Lúc đó nó sẽ không sợ loài nào nữa. Tất cả quái vật đều phải phục tùng dưới chân của nó. Và những con quái vật cái sẽ cua nó, tán tỉnh nó. Nó không cần phải cua gái, gái sẽ chủ động cua nó mà thôi. Sau khi vượt qua cái hồ, nó lại tới một khu vực đất liền. Nơi đây xuất hiện những con rồng nhiễm chất phóng xạ vô cùng mạnh. Lũ rồng này trong miệng phun ra lửa rất nóng, có thể hủy diệt bất cứ sinh vật nào yếu gần bọn chúng. Tuy nhiên thì cái con động vật giáp xác tiến hóa của chúng ta đã tiếp cận lấy những con rồng này.
cắn vào người của bọn chúng, đặc biệt là con quái vật giáp xác. Hồi đó giờ nó chưa biết xúc miệng là gì, nên miệng nó cực kỳ hôi và nước miếng của nó cực kỳ độc, cũng đã truyền và lây qua vết cắn cho những con rồng, khiến những con rồng không thể nào sống sót được. Sau khi diệt hết lũ rồng hóa chất kia, nó lại tiến thẳng và bắt gặp được một người mộc nhân rất kỳ lạ. Chắc có lẽ là một cái cây nhưng nhiễm chất hóa học, khiến cho cái cây này động đậy giống như một con người vậy. Nó cũng nhanh chóng vồ lấy cái cây này, cắn thật nhiều, xé xác và hút sạch nguồn năng lượng của cái cây. Nó cũng đã ăn rất nhiều sinh vật, và kể cả cái cây này cũng đã giúp nó nguồn năng lượng hóa chất bên trong lại tiếp tục tăng, và cơ thể của nó đã bắt đầu tổng hợp, lại tiếp tục thay đổi hình dạng. Wow, bây giờ trong cơ thể của nó thật kỳ lạ, hơi hơi giống như con rồng, nhưng mà thân thể của nó vẫn là giáp xác. Lúc này nó tiếp tục đi, càng tiến gần nơi mà cái bơm hóa chất kia phát nổ thì xuất hiện những sinh vật càng to lớn, càng nhiễm hóa chất nặng hơn. Điều này cũng đã khiến cho con rồng giáp xác rất là thích thú. Giờ thì nó lại bắt gặp những con sâu lúc trước rất nhỏ bé, chẳng ai nhìn thấy, bây giờ to giống như là quả núi vậy. Ôi trời đất ơi, sâu này mà chiên giòn, chấm với nước mắm, ăn vô thì thôi, đau bụng chạy không kịp luôn đó. Nhưng mà đối với con rồng giáp xác thì lũ sâu này là nguồn thịt cung cấp năng lượng và rất là khói vị cho nó. Nó cũng lập tức bay tới cắn xé xác lũ sâu. Còn về phía lũ sâu khổng lồ kia, bọn chúng mặc dù to xác nhưng mà ốc như trái nho vậy các bạn à. Lũ sâu đó lúc trước bọn chúng chỉ biết ăn ngủ ị. Khi to bự rồi thì bọn chúng cũng biết ngủ ị ăn thôi, chẳng biết đi đánh nhau, chẳng biết đi cua gái, chẳng biết phòng chống kẻ thù gì cả. Cuối cùng thì cũng đã bị con rồng giáp xác của chúng ta xé xác và ăn thịt từng con từng con. A few moments later. Trải qua vài tiếng đồng hồ đi đường thì chú rồng giáp xác cũng dễ dàng ăn thịt và nuốt chửng cái lũ sâu khổng lồ kia, cũng đã cung cấp nguồn năng lượng hóa học cho chú ấy rất lớn, khiến cho chú ấy lại tiếp tục thay đổi. Wow, gì vậy nè? Một con rồng giáp xác có thể bay khỏi mặt đất hay sao? Thật là đẹp và ngầu quá đi, giống như là một con rồng thần tiên vậy. Nhưng mà có điều, con quái vật Dinosaur ở cái hình dạng chưa tiến hóa hoàn toàn này có cái cánh màu tím hồng phấn, nhìn nó hơi bê bê, liệu cái quá đi à. Thôi không sao, nó lại tiếp tục lên đường. Và nó đã bắt gặp những con quái vật thật kinh thiên động địa, những con thằng lằn phóng xạ con. Chính xác hơn, đó chính là con của Godzilla. Những con thằng lằn phóng xạ con này không hề đơn giản như những con sâu ốc như chi nhỏ hồi nãy. Bọn chúng rất dữ tợn, khi thấy bất cứ sinh vật nào xuất hiện nơi đây, bọn chúng đều muốn xé xác và ăn thịt. Chú rồng giáp xác của chúng ta cũng nhanh chóng né những đòn phóng hơi nguyên tử của bọn chúng và cố gắng áp sát vào những con Godzilla con này, và dùng móng vuốt, dùng cái hơi thở mỏ thối của mình thổi cho bọn chúng chết chơi. Nhưng mà dường như rất là khó khăn. Con rồng giáp xác với màu hồng phấn hơi bê đê một chút của chúng ta cũng nhanh chóng bay lên cao để quan sát tình hình, và nó phát hiện được nhiều hơn một đứa con của Godzilla. Rất là nhiều con thằng lằn con phóng xạ này tập trung tại nơi đây. Nó cũng đã quăng và cho bọn chúng tập trung lại một điểm để bọn chúng có thể đánh nhầm vào nhau, tạo ra một cái lớp sương mù phóng xạ. Không, nó sẽ lẻn vào cắn từng con từng con. Lần này thì con rồng giáp xác của chúng ta nó chơi hơi khốn nạn một tí. Nó không đè vô nách của những con mồi của mình nó cắn nữa, mà nó đè xuống cái phía dưới chỗ nhạy cảm của những con thằng lằn phóng xạ, và nó cắn khiến cho lũ thằng lằn phóng xạ dù có mạnh mẽ cấp mấy thì cũng chịu không nổi, lằn đùng ra ngấm cù tèo. Biết được điểm yếu của những con thằng lằn con, nó cũng đã thừa thắng xông lên, cứ nhắm vào chỗ trái ớt của mấy con thằng lằn tội nghiệp kia, và nó cứ cắn, nó cứ cạp. Lũ thằng lằn con cũng chết dần từng con. Một nguồn năng lượng phóng xạ của mỗi con thằng lằn con cũng đã cung cấp cho nó rất dồi dào. Và vì cái điều này nó giết chết con của Godzilla, nên sau này giữa nó, quái vật Dinosaur cũng đã gây thù chuốc oán với Godzilla. Quay trở lại với trận chiến giữa cái con quái vật của chúng ta với lũ con của Godzilla, nó cũng đã tiêu diệt hết lũ thằng lằn con và tổng hợp một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, khiến cho nó thăng cấp và tiến hóa tới cái hình dạng mạnh nhất, kích cỡ to nhất.
và khủng khiếp nhất, đó chính là quái vật Destroyer. Wow! Bây giờ thì nó đã trở thành một tái tên khủng khiếp rồi. Người của nó đầy hóa chất và là những cái lớp da của nó rất chắc chắn, được cấu thành bởi những loài giáp sát kết hợp với nhau. Nó lại tiếp tục tiến gần và tới sát quả bom hóa học rơi từ ngoài trái đất vào. Tuy nhiên, nó đã bắt gặp một con quái vật cũng đứng sát và hấp thụ nguồn năng lượng từ quả bom hóa chất kia. Không ai khác, chính là con Godzilla. Và toàn bộ sự thật của câu chuyện ngày hôm nay cũng đã được giải đáp. Thì ra, loài người muốn tiêu diệt Godzilla nên đã chế tạo ra một quả bom hóa học oxygen. Sau đó, quay ngược thời gian trở về thời tiền sử và thả vào bom để muốn giết chết con Godzilla. Nhưng thật không ngờ, Godzilla chẳng sao cả, còn hấp thụ quả bom hóa học này. Tuy nhiên, một điều không hay đã xảy ra. Quả bom này vô tình đã hình thành nên sinh vật giáp xác khổng lồ, quái vật Destroyer chết chóc. Nó cũng đã bắt gặp và đối mặt với lại Godzilla, và nó muốn giết chết chú thằng làng phóng xạ để muốn trở thành chú tể của khu vực này và hấp thụ toàn bộ năng lượng của quả bom hóa học vẫn chưa nguội kia. Còn về phía Godzilla đã đối mặt với kẻ giết chết những sản phẩm vui chơi của mình, à không phải, giết chết những đứa con thân yêu của mình. Nó cũng đã điên tiết và muốn băm quái vật Destroyer ra làm đôi. Tuy nhiên, Godzilla vừa trải qua một cuộc chấn động và chịu sát thương từ bom hóa học kia, khiến cho Godzilla yếu đi rất nhiều. Nhân cơ hội này, con quái vật giáp xác kia cũng thừa thắng xông lên, tấn công và cắn nhiều phát vào người của Godzilla. Cuối cùng, con quái vật khủng khiếp giáp xác hình rồng này cũng đã chiến thắng. Nhưng mà nó vẫn không hề biết rằng Godzilla vẫn còn một đứa con chạy thoát và còn sống.